Một hai ba chưa? Chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hôm nay là 5 giờ, giờ này là đang là khoảng 5 đến 6 giờ sáng của ngày hôm nay thấy ta quên quên ngày luôn rồi. Ngày 20 tháng 8 năm 2019. Đây là lần thứ 8 mình dẫn đoàn chinh phục cái điểm cực đông của Tổ quốc. Và bây giờ là mọi người đang rất là năng lượng bởi vì mới vừa đón ánh mặt trời lên. Và bây giờ các bạn nghe cảm nhận ha của từng người để mọi người đang trải nghiệm như thế nào. Em giới thiệu tên của em. Chào thầy, chào mọi người, mình là Phương Loan. Em đang kinh doanh cái gì? Dạ hiện tại thì mình đang bán tôm hùm. Tôm hùm, tôm hùm là cái con tôm như thế nào? Dạ con tôm hùm là con tôm nó giống như con tôm hùm thôi. em bán tôm hùm mà em có hay ăn tôm hùm không? Dạ có, mỗi lần bán thì mình phải ăn để mình mới review cho khách hàng là nó ngon chỗ nào, nó béo ở chỗ nào, vì sao nên ăn. Có định ngày nào ra điểm cực đông bán tôm hùm không? Dạ cũng có, trên đường đi thì tính dữ lắm. Tại vì mọi người thấy rất là mệt và rất là đói. Và cũng có dự tính là một ngày đẹp trời nào đó sẽ đem tôm hùm ra đây để bán. Một ngày đẹp trời, hôm nay là ngày đẹp trời đây. Một ngày đẹp trời nào đó nữa. Vậy thì em phát biểu ngắn thôi, cái cảm xúc của em như thế nào ngay thời điểm này, em đang ở ngay điểm cực đông này? Cảm xúc hiện tại chỉ gói gọn trong hai từ là quá tuyệt vời và quá sảng khoái. Tại vì trên đường đi rất là mệt, nhưng mà khi mà mình đã trèo đèo lội suối rồi vượt qua đá như thế này thì cảm thấy rất là tuyệt vời. Khi mà mình chinh phục được những cái thách thức mà mình bản thân đặt ra. Bây giờ em nói từ tuyệt vời mọi người chưa hiểu, em làm gì mà nó tuyệt vời đi. Em làm gì? Dạ cảm thấy rất là sung sướng. Sung sướng mà thể hiện cái sung sướng như thế nào đó chứ. Trời ơi thật là sung sướng. Trời ơi quá sung sướng các bạn thấy chưa? Bạn sung sướng kinh khủng vậy đó. Quên đi bán tôm hùm luôn rồi. Bạn ở bên bạn kế bên là bạn có biệt tài leo núi bởi vì sống từ nhỏ tới lớn giờ là chuyên ở trên núi thôi. Ok mà. Thì hồi bạn giới thiệu về tên bạn và hiện tại bạn làm gì? Mình tên là Mai May Mắn. Mình đang kinh doanh là dịch vụ môi giới quận 2. Và tự nhiên bữa nay không đi môi giới mà ở ngoài đây làm gì vậy? Tại vì thấy thầy upsell ghê quá, thầy làm marketing quá, thầy nói hay quá nên là phải trải nghiệm cái vi summer camp này. Nói chung là cảm thấy là sau khi mình đi cái này mình cảm thấy là mình được sống với thiên nhiên. Với lại là mình cảm thấy rất là tuyệt vời, mình đi trên đường mình rất là khỏe, mình còn hát nữa. Nói chung là cái chương trình này thật là tuyệt vời, các bạn nên tham gia. Tối qua ngủ ngoài trời thấy như thế nào? Phê nó ngủ ngoài trời, ai làm em phê? Ngủ ngoài trời mát nó phê. Ngủ ngoài trời mát nó phê. Kỳ đã, thường thường ai làm nó phê mà tự nhiên mát nó phê. Dạ. Vậy chứ thì dự kiến kỳ này về có tăng dân số không? Dạ chắc chắn tăng dân số rồi. Tăng dân số hay là tăng dân số? Phải rõ ràng, phải rõ ràng. Quên, mình hay là nói tiếng Việt nó không có dành đó. Mình là tăng doanh số 100%. Tăng dân số, đúng rồi. Hồi nãy mình nghe rõ là như tăng dân số gì đó. Dân số, okay. Tại em chưa lấy chồng. Tăng. Okay. Tuyệt vời. Rồi, bạn kề bên bạn cho mọi người biết là bạn tên gì? Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thanh Toàn. Mình đang phát triển thương hiệu cà phê Nguyên Star. Sáng nay mình có pha cà phê cho nguyên team mình uống. Các bạn uống thấy ngon không? Ngon. Ngon là ngon như thế nào vậy? Ngon uống ở đây với uống dưới Sài Gòn nó khác nhau gì? Khác không các bạn? Khác. Tầm điểm cực đông. Nó bị nước biển nhiều đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Cà phê pha dưới nước biển? Dạ không, nước tinh khiết. Nước tên khiết, nhưng mà thấy có giọt rớt mấy giọt nước biển vô. Dạ, cái vải lọc em nhúng với nước biển, em giặt sạch nó xong em lọc cho các bạn uống. Sao bữa nay không ở nhà bán cà phê mà ra điểm cực đông? Dạ, thứ nhất là mình muốn thử thách bản thân. Thứ hai là mình rất là thú vị khi mà mình tiếp xúc với thầy rất là nhiều. Cho mình tin rằng cái chương trình của thầy sẽ rất là hấp dẫn. Mà thật sự là nó hấp dẫn từ lúc đi đến lúc ngồi đây luôn. Nó hấp dẫn là vì mình quá kinh khủng. Kinh khủng cái gì? Kinh khủng là mình không hình dung nổi cái chặng đường như vậy mà thầy tổ chức được cho 80 người mà nó an toàn tuyệt đối. Và mình rất là ngưỡng mộ cái cách sắp xếp của thầy. Và cái người lãnh đạo rất là tốt. Tức là luôn luôn lo lắng và chăm sóc cho cả đoàn. Và cả đoàn luôn luôn được theo một cái trật tự, kỷ luật rất là kỹ. Và cái cảm xúc của chuyến đi á, nó làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ lắm. Và từ giờ bao nhiêu khó khăn đều lùi ở phía sau hết. Tình hình là có mấy người đi là mất hết một cái mông, bạn có còn
mong bây giờ dạ mong em nó bự lên luôn. À mong bự lên luôn. Dạ, nó không mắc mắc được. Dạ dạ đúng rồi. Tuyệt vời tuyệt vời. Bạn này sau khi đi xong mong bự lên. Ok tuyệt vời. Các bạn thấy có một anh thổ dân. Không biết bạn có phải là thổ dân hay không? Dạ không. Từ bắt đầu từ ngày hôm qua thì mình là thành thổ dân, nhưng trước đây mình không phải là thổ dân. À. Xin chào mọi người, mình là Phúc Lê, hiện nay mình đang kinh doanh bánh tráng tại Vĩnh Long. Thì đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình Be Summer Camp cùng thầy. Thì trước đây mình có tham gia chuyến Singapore, thì qua chuyến Singapore vừa rồi thì nó rất là tuyệt vời. Và chuyến đi kỳ này thì mình nghĩ là nó sẽ cũng tuyệt vời như là chuyến đi Singapore vừa rồi. Cho nên mình đăng ký tham gia cùng thầy. Mà quả nhiên là nó quá tuyệt vời các bạn ơi. Khi đến điểm cực đông nhìn thấy mặt trời mọc nè, được tiếp xúc với mọi người, được tham gia và trải nghiệm nè, vượt sa mạc nè, vượt rừng nè, leo núi, leo vách đá nè. Thì khi mà đến đây rồi mình mới biết là những cái khó khăn mà ngoài đời mình nó sẽ không là gì cả. Và mình hy vọng rằng sẽ được tham gia được những kỳ Summer Camp sắp tới với thầy. Kỳ này quyết tâm về bán bao nhiêu tấn bánh tráng? Qua nó bán 300kg rồi thầy. 300kg rồi. Rồi. Nói một mục tiêu đi, năm 2020 bao nhiêu ký bánh tráng? Năm 2020 mình sẽ bán khắp Việt Nam. Bán khắp Việt Nam luôn? Bán khắp Việt Nam, không có gọn ở Vĩnh Long nữa. Chừng nào ra điểm cực đông bán? Điểm cực đông thì em sẽ không bán điểm cực đông thì sẽ không bán còn được dài nữa, nhưng mà mình sẽ hy vọng sẽ bán được khắp Việt Nam mình. Rồi ok tuyệt vời. Cái bạn kế bên, các bạn thấy một đoàn đi, có một mình bạn này đeo kiếng à, hình như cái mắt bạn nó bị sao á. Bạn có thể giới thiệu cho mọi người là bạn đi như thế nào và đeo kiếng thì có đi được không? Có nhiều người họ nghĩ họ đeo kiếng họ đi không được. Chào các bạn, mình là Phạm Thu Hằng, mình kinh doanh nệm cho bé đi học. Nệm cho bé đi học là sao? Nệm buổi trưa ở trường mầm non. Cho các bé buổi trưa ở trường mầm non. Rồi. Thì mình thật sự là cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì mình đã vượt qua được 600km đầu tiên là từ Sài Gòn ra tới Vĩnh Thi. Và vượt qua hơn một ngày. Vượt qua tới Vĩnh gì? Vĩnh Phong. Vĩnh Phong. Đây là điểm cực đông. Bây giờ tâm hồn bạn vẫn còn ở Vĩnh Thi các bạn biết không? Và đã vượt qua hơn một ngày đi trên cát, trên núi, băng rừng. Có những lúc mình cảm thấy rất là kiệt sức, nhưng mà luôn luôn có đồng đội đi cùng để hỗ trợ mình. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời khi mình đã chinh phục được cái bản thân mình. Bây giờ thể hiện cái chữ tuyệt vời đi. Cảm giác tuyệt vời nó như thế nào? Thôi, đây là người mà mình cảm thấy rất là biết ơn em. Vì em đã dìu dắt mình từng bước cùng với thầy và một số các bạn khác. Nhưng mà Cường luôn luôn là không bao giờ bỏ mình ở lại phía sau. Trong Bi có những đồng đội rất là tuyệt vời. Các bạn không bao giờ sợ vì một năng lượng hết. Bất cứ khi nào mà các bạn cảm thấy mất năng lượng, các bạn hãy cùng với người bạn của mình, đội nhóm của mình ngồi lại để bàn cái phương án, cái kế hoạch để đi tiếp. Em Cường, em kể em ăn cái món gì mà tự nhiên năng lượng em dữ vậy? Em ăn cái món gì? Thật sự là chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tấn Cường, là chủ sáng lập thương hiệu Chả Gì Năm, chuyên cung cấp chả lụa, xiêm xanh, chả mập, chả cá Nha Trang, đặc sản Khánh Hòa. Thì trên cái hành trình chinh phục điểm cực đông Vịnh Vân Phong này của Bichinin thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời và đã chinh phục được bản thân mình. Trên cái hành trình này rất nhiều là khó khăn và nó nắng nóng, rồi nắng nóng trên đầu và cát nó nóng ở dưới chân nữa, rất là mệt. Và dìu cái người chị của mình đi cùng thầy từng bước, nhưng mà hai chị em không bỏ cuộc, phải vượt qua chính mình, phải chinh phục được bản thân mình. Và cái ngày đầu tiên mình ăn cháo hầu tại Phan Thiết thì tối rất là khó ngủ, và ngày mai rất sung mãn. Tại sao ăn cháo hầu lại khó ngủ? Hành nhiều quá. Hành nhiều, máu nó lên não. Quá tuyệt vời. Dạ. Và hôm nay 5:32 mình đứng ở trên kia, mình nhìn cái bình minh lên rất là đã luôn, cực đã luôn. Và mình cảm thấy là mọi thứ mình kinh doanh thì mình sẽ vượt qua được. Mình nếu mà có khó khăn hãy từ từ bình tĩnh và giải quyết vấn đề. Quá tuyệt vời, cho bạn kia một tay. Đi chậm lại. Bạn ngồi bé con ở phía bên kia là đang làm cái nghề bong bóng các bạn.
mà không biết cái nghề bong bóng thì không biết tại sao không làm bong bóng mà bây giờ ở có điểm ở Cần Đông. Em sẽ giới thiệu cho mọi người biết em họ tên gì, em đến từ đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người, em tên là Lợi, mọi người hay gọi em là Lợi Bong Bóng. Hiện tại em đang kinh doanh về bong bóng tạo hình và trang trí event sinh nhật. Sắp tới về tạo hình bong bóng có tạo hình cái điểm Cần Đông không? Có bong bóng điểm Cần Đông không? Dạ thưa thầy là không có tạo hình ở điểm Cần Đông. Tại vì nhưng mà cái bong bóng nó có thể tới điểm Cần Đông không? Dạ lần sau đi lại chắc chắn sẽ mang theo tạo hình cho mọi người. Trẻ nhỏ nó muốn đặt cái hình bong bóng điểm Cần Đông thì sao? Dạ thầy thì chắc chắn là sẽ làm và ship mang tới luôn thầy. Ship mang tới luôn? Dạ. Quá dữ luôn. Sau mấy ngày chinh phục điểm Cực Đông thì mình đã có mặt ở đây sau những lần là đi trong sa mạc rồi đi trong hốc đá tưởng chừng những cái thử thách rất là khó khăn. Giờ đây mình đã có mặt ở điểm Cực Đông, mình đã vượt qua những cái giới hạn của bản thân của mình. Cảm xúc của mình bây giờ là quá đã. Chào các bạn. Vậy là vừa rồi là các bạn vừa nghe mọi người phỏng vấn sơ qua một đoạn. Thì ngày hôm qua giờ chúng ta mới đi có ba cái thử thách rồi. Thử thách thứ nhất là sa mạc, thử thách thứ hai là đi rừng núi đồng bằng, và thử thách thứ ba là cái điểm đá này. Bây giờ tất cả mọi người sau khi đây là họ phải trở về lại cái bãi ngủ. Họ thử thách cái đoạn thứ tư là đi trên biển, đi trên sóng biển. Và các bạn thấy hôm nay sóng biển rất là lớn. Dự kiến là hành trình sẽ đi theo cái đường này về trong kia mất hết 3 tiếng, nhưng mà do hôm nay sóng biển lớn quá nên là sẽ đổi cái hành trình sẽ đi theo ngược cái hướng kia. Mọi người sẽ có khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ trải nghiệm trên sóng biển, trên tàu biển đang chờ ở ngoài kia rồi. Và đây là điểm Cực Đông của Tổ quốc, là cái điểm xa về phía đông nhất của Tổ quốc. Hy vọng là một ngày nào đó đoàn sẽ đến điểm Cực Bắc của Tổ quốc ở Hà Giang, Lũng Cú, mình cũng đã tới rồi. Tây của Tổ quốc và điểm Cực Nam ở Tổ quốc ở Cà Mau. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye các bạn nhiều. Và hồng nhiệt kia.